Về chiều tôi đi thả anh em nhé. Bây giờ nắng quá anh em ạ. Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến kênh của Nhà Quê Vlog anh em nhé. Thì anh em ơi, hôm nay tôi đi trên đường đi làm về anh em. Đi qua đây, đây này anh em. Thì tôi phát hiện ở dưới cái cốc chuối kia anh em nhìn thấy không? Đấy, có một con diều rơi đấy anh em ạ. Thì bây giờ cũng ở quê anh em, thì tôi sẽ bây giờ tôi sẽ xuống nhặt con diều đấy để mang về để chiều đi thả anh em ạ. Ok anh em. Em nhìn thấy không? Đấy, con diều đấy. Con diều chắc là các bạn nào thả ấy, bị gió bị rơi nó đứt dây đấy anh em. Đứt dây nó bay về đây anh em. Anh em nhìn thấy không? Đây. Con diều. Con diều bằng giấy anh em ạ. Con diều. Thì tôi sẽ mang về để tôi thả anh em. Đây có cái dây. Đây vẫn còn dây đây anh em. Dây còn đứt đây anh em. Anh em nhìn thấy không? Dây đó. Tôi mang con diều này về chiều tôi đi thả anh em nhé. Bây giờ nắng quá anh em ạ. Ui. Em ơi. Toàn tiền anh em ơi. Con diều toàn tiền anh em ơi. Ui, anh em ơi. Tiền thật tiền giả không anh em? Ui, tiền thật anh em ơi. Tiền thật. Nhanh lên. Này, chưa nắng hoa anh em ơi. Không biết tiền thật hay tiền giả anh em ơi. Toàn từ 500 nghìn anh em ạ. Toàn từ 500 nghìn thôi anh em. Không biết tiền thật hay tiền giả nữa, nhưng mà toàn từ 500 nghìn anh em ạ. Thôi, tôi về đã. Nhanh. Ủa, đây về nhà rồi anh em ơi. Ok nha, tôi về nhà rồi anh em nhé. Đây bây giờ để tôi đếm xem là bao tiền anh em nhé. Toàn tiền thật anh em ạ. 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 x 5 10 triệu anh em ạ. 10 triệu anh em ạ. Con diều này. Thôi ok anh em, bây giờ tôi đi lấy cái tiền này ra anh em ạ. Gỡ tiền này ra để ra thì để tiêu, xem tiêu được không anh em nhé. Ok, chào tạm biệt anh em. Hẹn được gặp lại anh em ở những clip sau anh em nhé. Nếu anh em thấy mà video hay thì hãy cho tôi một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ anh em nhé. Để tôi có động lực làm những video mới anh em nhé. Ok, chào tạm biệt anh em. Hello anh em. Thì con diều này tôi bảo tôi nhận được, nhưng không phải anh em ạ. Con diều này là tôi làm anh em nhé. Thì con diều này là một sản phẩm của tôi anh em. Chính là tôi làm con diều này luôn anh em ạ. Nhưng mà thả nó chưa lên anh em. Nó bị đứt dây, nó rơi ở đấy thôi, chứ không phải là ai rơi anh em nhé. Đây là sự thật anh em nhé. Ok, chào tạm biệt anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi đây. Thì tôi sẽ có một cái clip về làm con diều này cho anh em xem nhé. Anh em hãy chờ tôi đăng clip lên anh em nhé. Thì cái con diều này tôi làm nha. Đây con diều tôi làm là hết 10 triệu anh em. Chẳng chưa tính những cái giấy, dây chứ các kiểu. Thì anh em thấy clip hay thì hãy cho tôi một lượt like, một lượt chia sẻ anh em nhé. Đăng ký kênh để tôi có động lực làm những video mới anh em. Ok, chào tạm biệt anh em nhé. Hẹn anh em ở những video clip sau anh em ạ.